bắt 8 người mang súng tự chế ở khu vực biên giới. Mang theo súng tự chế và phương tiện đi lại không đúng quy định ở khu vực biên giới, 8 người bị đồn biên phòng Emo phát hiện, bắt giữ bàn giao cho công an xử lý. Ngày 4 tháng 7, nguồn tin pháp luật online cho biết đồn biên phòng Emo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao 8 người cùng tang vật là súng tự chế, phương tiện vi phạm liên quan cho công an huyện Chư Prông điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, tối 2 tháng 7, tổ tuần tra đồn biên phòng Emo phát hiện, bắt giữ 8 người đi trên 6 xe máy từ hướng quốc lộ 14C lên khu vực biên giới. Những người bị bắt giữ gồm Triệu Văn Quảng, 34 tuổi, Bàn Văn Hưng, 28 tuổi, Đặng Quý Lâm, 23 tuổi, Triệu Kim Ngân, 23 tuổi, Triệu Văn Khoa, 26 tuổi, Triệu Dầu Thành, 25 tuổi, Đặng Dầu Sông, 27 tuổi, Đặng Dầu Lâm, 26 tuổi, cùng ngụ thôn 8, xã Y Pier, huyện Chư Prông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện những người này mang theo 4 khẩu súng tự chế, 20 viên đạn tự chế, 4 vỏ đạn đã sử dụng. Bước đầu, những người này khai mang theo súng tự chế vào khu vực biên giới để săn thú rừng. Đồn biên phòng Emo mở rộng điều tra, cử lực lượng đến địa bàn tuyên truyền, vận động, thu hồi thêm 1 khẩu súng tự chế, 200 gram bột màu đen, 200 gram chì dạng viên thuốc súng tại nhà Bàn Văn Hương, đồng thời thu giữ thêm 2 bán bằng gỗ, 1 nòng súng, 3 linh kiện dùng chế tạo súng tại nhà Triệu Văn Quảng.